sớ tạo lập niệm Phật đường, chùa Phước Nghiêm, tại huyện Sùng Đức, tỉnh Chiết Giang. Đấng đại giác thế tôn do thương xót chúng sanh mê muội cái tâm mầu nhiệm vốn có mà phải luân hồi sanh tử, bèn thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác. Ngài thuận theo căn cơ của chúng sanh, nói đủ loại pháp. Tuy lớn, nhỏ, quyền, thật bất đồng, thiên, viên, đốn, tiệm khác nhau, nhưng đều vì muốn khiến cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của phật rốt ráo thành phật mới thôi nhưng chúng sanh căng tánh có lớn nhỏ mê có cạn sâu chẳng thể ngay lập tức thỏa thích bổn hoài của phật đã thế chúng sanh thời mạc nghiệp chướng sâu dày trí huệ nông cạn thọ mạng ngắn ngủi bậc tri thức hiếm hoi chẳng cậy vào phật lực quyết khó thể liễu thoát vì thế ngài đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ thầu nhiếp các pháp thuộc chặn đầu chặn giữa chặn cuối độ trọn khắp các căn cơ thượng trung hạ khiến cho bậc đã chứng pháp thân sẽ nhanh chóng thành phật đạo kẻ chưa đoạn phiền hoặc cũng thoát khỏi luân hồi đấy là lợi ích siêu xuất trong giáo pháp suốt một đời đức phật do một đằng chuyên cậy vào tự lực một đằng kim nhờ vào phật lực ví như kẻ thọt suốt ngày chỉ có thể đi được vài dặm, nếu nương theo luân bảo của chuyển luân thánh vương, trong một ngày có thể đến khắp bốn châu. Vì thế, chính pháp giới cùng quay về, mười phương đều xưng tán. Ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Do đấy là pháp môn tổng trì để mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành tựu từ thổ phát tâm cho đến khi chứng quả. Xét ra, kể từ khi đại giáo truyền đến phương Đông, Viễn Công, Sơ Tổ Huệ Viễn, mở liên xã đầu tiên, bậc cao tăng, cự nho, thổ ấy tham dự hội có đến 123 người. Từ đấy về sau, đời nào cũng có bậc cao nhân, tiếp lửa, truyền đèn, tục diệm truyền đăng, rộng khắp trong ngoài nước. Đại Pháp của Như Lai có năm loại là luật, giáo, tông, thiền, mật, tịnh, chỉ có pháp tịnh độ là dễ tu trì nhất, dễ thành tựu nhất, là chỗ quy túc cho luật, giáo, tông, mật. Vì thế, các bậc tri thức trong luật, giáo, tông, mật, xưa nay đều chú trọng ngầm tu, nhiều vị còn cực lực khuyến hóa hiển nhiên. Pháp này chân lẫn tục đều viên dung, khế lý lẫn khế cơ. Không chỉ là pháp để người học đạo thoát khỏi luân hồi, mà còn là nền tảng để người cai trị đất nước ngồi yên hưởng thái bình. Vì thế, vạn thánh tiền hiền, người thông hiểu, bậc trí huệ, đều chú trọng tu trì. Ví như các ngôi sao chầu về bắc đổ, các dòng nước chảy xuôi về đông. Chùa Phước Nghiêm ở Sùng Đức chính là đạo tràng tịnh độ đã 1.500 năm. Năm Thiên Giám thứ hai, năm 503, đời Lương, Pháp Sư Đông Hy, hâm mộ đạo của viễn công, chuyên tu tịnh nghiệp, ý mong lợi khắp người đồng hàng, lập ra chùa Phước Nghiêm để làm đạo tràng tịnh độ. Hơn một ngàn năm qua, đạo phong chẳng giảm, đầu đời thanh, thiền sư phí ẩn dung làm trụ trì, pháp đạo trung hưng. Trong thời hàm phong, đồng trị, do gặp loạn hồng dương, bèn trở thành chốn hoang tàn. Loạn hồng dương, tức là loạn thái bình thiên quốc, do Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh lãnh đạo nên sử sách thường gọi là loạn Hồng Dương. Hồng Tú Toàn xuất thân từ thôn Phước Nguyên, huyện Hoa, tỉnh Quảng Châu. Vì nhiều lần đi thi không đậu, hắn đâm ra bất mãn với thời thế và tránh thể đương thời. Do đọc sách của Hội Truyền Đạo Phương Tây, hắn ta tự tuyên bố mình gặp Thượng Đế trong mơ, tự xưng được Thượng Đế khải thị hắn ta là con thứ hai của Chúa Trời, gọi Chúa Giêsu bằng anh sẵn tâm trạng bất mãn với chế độ khoa cử và tài khéo ăn nói, hắn lập ra đạo bái thượng đế để sách động dân chúng làm loạn. Năm 1850, sau khi chiếm được một số vùng tại Quảng Tây, hắn ta thành lập chính quyền mới, gọi là Thái Bình Thiên Quốc, tự xưng là Thiên Vương. Chỉ trong nửa năm, quân Thái Bình Thiên Quốc chiếm 16 phủ, 600 huyện. Tới năm 1853, chiếm luôn cả Nam Kinh, mãi cho đến năm 1864, Thái Bình Thiên Quốc mới bị quân đội Thanh triều dẹp tan. Trong cơn chiến loạn này, các chùa miếu tại Hoa Nam bị tổn thất nặng nề do quân Thái Bình Thiên Quốc đã phá hủy, cướp bóc. Về sau, dần dần tu bổ kiến tạo, mới hơi khôi phục lại quang cảnh cũ. Gần đây, do nhiều lần gặp cảnh mất mùa, ruộng dâu biển xanh biến đổi, đến nỗi chẳng đủ lương thực và chi dụng phật đường ngưng hoạt động đại sư tánh không gần đây tới làm trụ trì mong khôi phục quy củ cũ an trụ đại chúng niệm phật sợ chi dụng lương thực chẳng đủ có lẽ khó được như nguyện cậy quan viết sớ để báo với thiện tín quan cho rằng mọi việc đều phải lấy chí thành làm gốc ông đã chí thành ắt các sư tăng chí thành sẽ đến ở do sư tăng chí thành niệm thánh hiệu di đà xa gần nghe đồn cùng sanh lòng tin tưởng hướng về ắt sẽ có bậc đại đàn việt tin sâu phật pháp tranh nhau đến bố thí chẳng khiến cho cơm áo bị thiếu thốn